Hello, xin chào các cô chú anh chị và các bạn đã ghé qua thăm ủng hộ kênh của Anaha. Chỉ còn hơn 24 giờ nữa thì cái số tiền bảo hiểm thất nghiệp là $600 sẽ không còn nữa. Cái số tiền $600 này đã giúp đỡ rất nhiều người hiện đang thất nghiệp, đã giúp họ trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước và tiền ăn, giúp họ đã không phải đi ra đường. Cho nên nếu mà chính phủ cắt cái số tiền này mà không thay thế bằng cái số tiền khác thì những người thất nghiệp này sẽ lâm vào cái cảnh khốn khó. Không phải là một người hay người mà cả triệu 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 người lâm vào cái cảnh khốn khó khi mà họ không tìm được việc làm và không có tiền để mà xoay sở cho cuộc sống của họ. Hiện tại thì tại tòa nhà Quốc hội, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đang tranh cãi rất là quyết liệt về cái gói hỗ trợ lần thứ hai này dành cho người thất nghiệp là bao nhiêu tiền. Họ đã đồng ý mỗi người Mỹ sẽ được $1,200 cho cái gói hỗ trợ thứ hai, nhưng mà họ không có đồng ý về cái quan điểm mà số tiền trợ cấp thất nghiệp. Đảng Dân Chủ được biết là bên đảng bảo vệ cho người lao động, bảo vệ cho người thất nghiệp. Họ muốn cái số tiền bảo trợ thất nghiệp $600 này kéo dài cho tới 30 tháng 1 năm 2021 để cho người lao động có cơ hội tìm việc làm và xoay sở cuộc sống hiện tại của họ khi mà bệnh dịch qua đi. Còn bên đảng Cộng Hòa thì họ có ý kiến riêng của họ. Họ nói rằng $600 này cản trở người lao động trở lại làm việc, bởi vì có rất nhiều doanh nghiệp khi mà họ bắt đầu hoạt động trở lại, họ kêu gọi người lao động trở lại làm việc thì những người lao động này ở nhà lãnh tiền thất nghiệp nhiều hơn đi làm việc, cho nên họ không muốn trở lại làm việc và cái chủ doanh nghiệp không thể thuê được nhân viên, cho nên cái doanh nghiệp cũng không có thể tồn tại được. Cho nên cái đảng Cộng Hòa muốn xóa bỏ cái tiền bảo trợ thất nghiệp $600 này. Theo các nhà kinh tế thì cái số tiền $600 hỗ trợ cho người thất nghiệp này giúp đỡ nền kinh tế trở lại, phục hồi trở lại, chứ không phải là gây thiệt hại cho nền kinh tế. Đó là vì bây giờ hiện tại nếu mà người ta có $600 thì người ta có thể giữ vững cái cuộc sống của họ. Khi mà bệnh dịch qua đi, tất cả mọi trở lại bình thường thì họ có một cái số tiền, họ sẽ tiêu xài cái số tiền này. Khi mà họ tiêu xài những cái số tiền này thì kích thích cái nền kinh tế trở lại phục hồi nhanh chóng hơn. Nếu mà không có số tiền này là thì nền kinh tế có thể mất 5 năm, 10 năm để phục hồi lại. Nhưng mà có cái số tiền này từ những cái người thất nghiệp thì sau khi mà họ xài cái số tiền này thì nền kinh tế sẽ tăng trưởng rất là nhanh. Hiện tại thì đảng Dân Chủ có một cái gói hỗ trợ riêng và đảng Cộng Hòa có một cái gói hỗ trợ riêng. Đảng Dân Chủ có cái gói hỗ trợ là 3.000 tỷ và đảng Cộng Hòa có cái gói hỗ trợ là 1.000 tỷ đô. Hai đảng này đã thống nhất cùng một cái quan điểm là sẽ có một cái gói hỗ trợ kế tiếp theo và mỗi người dân Mỹ sẽ nhận được $1,200 cũng giống như cái lần hỗ trợ kỳ trước. Nhưng mà khác nhau ở một điểm là người phụ thuộc. Cái gói hỗ trợ của đảng Cộng Hòa, người phụ thuộc chỉ nhận được $500 cho cái tấm check lần này thôi. Còn cái gói hỗ trợ của đảng Dân Chủ thì rộng rãi hơn. Đó là mỗi người Mỹ sẽ nhận được cái check là $1,200, không kể đó là người già, trẻ em, người phụ thuộc hoặc không phụ thuộc. Còn về trợ cấp cho người nhận tiền thất nghiệp thì bên đảng Cộng Hòa không muốn gia hạn cái 600 này. Họ muốn mỗi người lãnh thất nghiệp chỉ nhận được $200 thôi, cho 2 tháng thôi, chứ không phải là $600 giống như cái bên đảng Dân Chủ. Bên đảng Dân Chủ muốn cái việc nhận $600 này của người thất nghiệp kéo dài cho tới tháng 1 năm 2021 luôn. Theo ý kiến riêng của mình vẫn thích cái gói hỗ trợ của đảng Dân Chủ hơn, bởi vì mỗi gia đình có thể nhận maximum là $6,000 cho cái tấm check thứ hai này, và cái số tiền mà bảo trợ thất nghiệp sẽ được kéo dài cho tới đầu năm sau.
Còn ý kiến của các bạn thì sao? Các bạn có thể để lại comment ở dưới đây. Chúc các bạn, các anh chị, cô chú một ngày vui vẻ. Xin tạm biệt.